Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ của công ty chứng khoán VN Direct được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần, và tôi là Phạm Việt Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư. Hôm nay đồng hành cùng tôi là bạn Giang cũng đến từ trung tâm tư vấn đầu tư, và cổ phiếu chúng tôi sẽ nói ngày hôm nay với quý vị nhà đầu tư đấy chính là cổ phiếu mã ngân hàng Sacombank STB. Thì hiện tại Sacombank đang là một cổ phiếu được thành lập từ năm 1991 và là thuộc nhóm ngân hàng. Thì đợt vừa rồi giá của cổ phiếu cũng đã tăng khá là mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là lý do vì sao mà đã giúp cho cái lý do nào mà khiến cho cái cổ phiếu này nó tăng trưởng tốt như vậy về giá trong cái thời gian vừa qua. Và đây là một số cái thông tin sơ bộ của chúng tôi về cái cổ phiếu Sacombank này, bao gồm về việc là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có cải thiện qua thời gian, chất lượng tín dụng chúng ta cũng thấy là có sự cải thiện, hiệu quả hoạt động hay là khả năng thanh khoản của doanh nghiệp thì cũng có improve. Đấy, thì sau đây thì tôi sẽ nói qua về ba cái điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu này. Điểm thứ nhất đấy chính là chúng tôi đánh giá cao cái hệ thống chi nhánh đứng đầu của nhóm ngân hàng tư nhân của Sacombank. Thứ hai là chất lượng tài sản, và cái chất lượng tài sản của công ty được cải thiện rõ rệt qua đấy, thì là tăng thêm cái credit rating ở đây thì nó ý rằng là nó là ví dụ như những cái tổ chức mà chuyên về đánh giá về tài sản hay là về cái uy tín của các doanh nghiệp tài chính như là kiểu ở nước ngoài ấy, thì họ sẽ có đánh giá là xếp hạng AA hay là A cộng hay là AB chẳng hạn. Nhưng cái thứ đấy là khi mà STB mà được tăng cái credit rating đấy lên thì cái uy tín của công ty cũng sẽ tăng lên, nó cũng thể hiện cho thấy là cái chất lượng tài sản của doanh nghiệp là tốt lên. Thứ ba nữa là nhờ cái hệ thống chi nhánh của doanh nghiệp là đứng đầu trong các nhóm ngân hàng tư nhân, cùng với đấy thì chất lượng tài sản đã được cải thiện lên, thì sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái performance rất là tốt của doanh nghiệp, về những cái kết quả rất là tốt của doanh nghiệp trong tương lai, về cái lợi nhuận trước thuế, và những cái đấy thì nó sẽ chính là những cái thứ mà giúp cho quý cổ đông là sẽ cảm thấy là cầm cái tài sản này nó có giá trị hơn. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm tích cực đầu tiên, đấy chính là hệ thống chi nhánh. Thì ở đây chúng tôi có cái thống kê là số lượng chi nhánh của STB, và chúng ta có thể nhìn thấy là mặc dù là STB là không được nổi như ACB hay Techcombank hay là Tiên Phong Bank, nghĩa là bởi vì do cái này là nó liên quan đến cái vấn đề về chủ sở hữu, thì nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái số lượng chi nhánh của họ thì vượt trội hơn hẳn. Hiện tại STB đang có đến tận 570 chi nhánh, trong khi những cái ngân hàng tư nhân hàng đầu như ACB hay Techcombank cũng chỉ có hơn 300 thôi. Cái số lượng chi nhánh lớn như này và chúng ta có thể nhìn thấy đây sẽ là một cái tiềm năng rất là lớn của doanh nghiệp trong tương lai, khi mà cái số lượng chi nhánh bao phủ được 52 tỉnh thành trên 63 tỉnh thành và có cả trụ sở ở nước ngoài, thì sẽ giúp cho họ là khi mà có một người chủ mới đến thì có thể sẽ giúp cho họ là tăng trưởng tín dụng hay là tăng trưởng về huy động hay là tăng trưởng cho vay thì nó sẽ đều dễ hơn. Và những cái thứ này là những cái tiềm năng rất là tốt của ngân hàng, thì Giang không biết là có muốn bổ sung gì về cái luận điểm này không? Vâng, nếu mà so sánh với các ngân hàng mà có cùng kiểu như có cùng cái vốn ấy, với cả cái tài sản nó tương đương lẫn nhau, thì chúng ta có thể thấy rằng là STB có số lượng chi nhánh hoàn toàn hơn hẳn ACB với TCB. Nhưng mà đây thì em có một câu hỏi cho anh Duy ạ. Đấy là tại vì trong cái thời kỳ Covid ấy, thì hiện tại thì có rất nhiều ngân hàng đều đang áp dụng công nghệ số, thì họ đang phát triển cái mạng lưới của mình dựa theo công nghệ số, dựa theo internet, và không phải là cái ngân hàng mà có số lượng chi nhánh nhiều thì đồng nghĩa với việc rằng là họ sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng tốt, mà đôi khi cái số lượng chi nhánh này cũng sẽ tạo nên một cái gọi là cái áp lực về chi phí. Vậy thì anh Duy có nhận định gì? Cảm ơn câu hỏi của Giang, một câu hỏi rất là hay và cũng khá là khó cho tôi. Thì đúng đúng là cái triển vọng, cái thế mạnh về công nghệ của những cái công ty như là Techcombank hay ACB hay Tiên Phong Bank cũng sẽ giúp cho họ là có được cái lợi thế cạnh tranh, mà và hơn nữa là với cái thời kỳ chuyển đổi số như hiện tại thì rõ ràng là cái việc có công nghệ vượt trội thì nó sẽ giúp ích hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn qua được rằng là những cái ngân hàng như ACB hay Techcombank hay Tiên Phong Bank chẳng hạn, thì họ đều sẽ không phải là cái người mà thực sự là có thế mạnh về công nghệ, mà chỉ đơn giản là họ bỏ tiền ra đầu tư vào công nghệ trước thôi. Thế thì những cái thứ này thì STB hoàn toàn có thể làm được trong tương lai khi mà họ có người chủ mới. Và hơn thế nữa là nếu mà mình nhìn lại thì mình cũng sẽ thấy là ví dụ như là những cái doanh nghiệp bán lẻ như là kiểu MWG, thì đúng là cái thương mại điện tử là nó có phát triển thật, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn nhìn thấy là họ vẫn tiếp tục mở các cửa hàng. Thế chứng tỏ là việc mở cửa hàng nó phải có hiệu quả.
và nó phải có tác dụng. Và hơn nữa là mình cũng nhìn thấy rằng là cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam thì hiện tại là vẫn còn rất là thấp, nghĩa là mới khoảng tầm 40% thôi, cho nên thành ra là công nghệ phát triển thì cũng vẫn chưa thể nào mà kiểu chạm được tới hết tất cả những người dân của Việt Nam. Chính vì như thế cho nên thành ra là cái việc có số lượng chi nhánh outstanding như này thì nó vẫn là một cái ưu điểm. À, đương nhiên là cái việc là cái tiềm năng công nghệ của STB là chưa tốt được như những cái ngân hàng tư nhân khác, thì sẽ là một cái thứ mà giúp cho những cái, đấy chính là lý do vì sao mà những ngân hàng tư nhân khác hiện tại là vẫn đang được đánh giá cao hơn so với STB về cái mặt thương hiệu. À, và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm thứ hai của tôi, đấy chính là cái việc là chất lượng tài sản của STB là sẽ được cải thiện trong tương lai. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái tỷ lệ lãi và phí phải thu trên tổng tài sản là giảm dần từ 7,63 đến 3,6%, và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của STB thì năm ngoái là 1,7 và quý 1 2021 là còn có 1,48 thôi. Nó từ cái mốc là gần 6,9% trong quá khứ thì giảm xuống còn có 1,7. Mình có thể nhìn thấy rằng là rõ ràng là cái chất lượng tài sản của STB là đã được cải thiện hơn đáng kể. Thế anh cũng muốn hỏi Giang một tí là tỷ lệ lãi với cả phí phải thu trên tổng tài sản thì nó là như thế nào nhỉ? Đối với một ngân hàng thì nếu mà tỷ lệ lãi và phí phải thu trên tổng tài sản mà nó giảm ý, thì đúng nghĩa rằng là những ngân hàng đấy có cái chất lượng tài sản nó có cái bước đệm nó ok hơn, nghĩa là ngân hàng hoạt động tốt hơn trong vấn đề tín dụng của mình. Thì anh tưởng là lãi với cả phí phải thu thì ở đây là như kiểu như là lãi mình thu được về, hay là lãi và phí phải thu là gì, là lãi mình thu được về khi mà mình cho vay khách hàng trên tổng tài sản, hay là lãi mình phải trả? Tại vì tại sao mà tự dưng cái này lại càng thấp thì nó lại càng tốt đi? Thì anh đang nhìn thấy ở đây là những cái ngân hàng khác cũng rất là thấp, của mình thì là giảm dần 7,63 xuống 3,6. Tỷ lệ lãi và phí phải thu này trên tổng tài sản của một ngân hàng ấy thì nó có nghĩa rằng là nếu mà giảm có nghĩa rằng là cái bảng cân đối kế toán của ngân hàng nó đã được cải thiện rất là nhiều, rất là tốt ấy. Cho nên nếu mà chúng ta thấy cái Sacombank này nó càng ngày càng giảm đi thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái sự dịch chuyển trong cái cơ cấu tài sản cũng như trong cái bảng cân đối kế toán của Sacombank ngày càng có sự cải thiện rõ rệt hơn và mất cái sự rủi ro hơn trước. Nói chung là cái lãi với cả phí phải thu này nó là cái chi phí đúng không? Và cái chi phí này trên tổng tài sản thì nghĩa là chi phí mà càng ít thì mình hiểu nôm na là chi phí nó càng ít thì cái bản cân đối nó càng đẹp đúng không? Đúng rồi, mình có thể hiểu nôm na như thế. Và nếu mà chi phí càng lớn thì có thể, tại vì là cái chi phí này chúng ta có thể hiểu rằng là cái ngân hàng thì hoạt động chính ngân hàng là cho vay tín dụng, và chi phí lớn có nghĩa là có những món nợ xấu và chưa hoàn, kiểu vẫn đang bị treo trên bảng cân đối kế toán, và càng để treo thì theo thời gian thì cái chi phí lãi và phí của những bảng khoản nợ đấy sẽ ngày càng lớn. Còn nếu mà cái tỷ lệ lãi phí phải thu nó càng ngày càng nhỏ, chứng tỏ rằng là những cái khoản nợ đấy một phần là đã được hoàn tất rồi, hoặc là doanh nghiệp đã một phần nào đấy trích lập dự phòng hoàn nhập dự phòng thế nào đấy và khiến cho cái tỷ lệ này càng nhỏ đi, chứng tỏ rằng là cái bảng cân đối kế toán của ngân hàng đang được cải thiện một cách rõ rệt. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ lãi phí phải thu của Sacombank đã giảm một mạch từ 7.63% xuống 3.6%. Đây là một mức giảm khá là outstanding trong khoảng thời gian vừa rồi. Và đấy chúng ta cũng có thể thấy là cái tỷ lệ nợ xấu là đã giảm đáng kể, thì cái này là nó đến từ việc là STB đã và đang xử lý cái nợ xấu tồn đọng từ cái đề án cơ cấu hiệu quả, đề án cơ cấu nợ xấu khá là hiệu quả. Với cái việc là về cái dư nợ VAMC của ngân hàng cũng giảm từ 27.000 tỷ vào năm 2020, và trong vòng 3 năm đấy là đã giảm được 13.000 tỷ, trước đấy là khoảng 40.000 tỷ. Vâng, và theo cái đại hội cổ đông vừa rồi của STB thì bác chủ tịch hội đồng quản trị thì có đưa ra một cái plan là hy vọng rằng là năm 2022 và 2023 thì sẽ hoàn toàn xóa được cái đồng nợ VMC đấy, có nghĩa là sớm hơn 3 năm so với cái đề án tái cơ cấu này. Và khoảng đầu năm 2021 thì Moody's có nghĩa là một cái công ty mà chuyên đánh giá xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thì đã nâng cái credit rating của STB lên mức khoảng B3. Có nghĩa nếu mà so với các ngân hàng khác của Việt Nam thì đang mức cho mình BA3, thì STB thì chưa đạt được cái mức đấy, nhưng mà cũng lại phải thấy rằng là từ mức C mà lên B3 cũng là một cái credit rating được cải thiện rõ rệt. Và Moody cũng cho rằng là với cái việc STB đang ngày càng cải thiện chất lượng tài sản của mình thì hoàn toàn có thể nâng được cái
nâng được cái credit rating của mình lên cao hơn nữa trong tương lai. Vâng. Và cái đấy, cái luận điểm thứ hai này đã dẫn dắt chúng tôi đến với cả cái luận điểm cuối cùng của doanh nghiệp, đấy chính là cái việc là định giá của STB vẫn còn khá là hấp dẫn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì tôi có một cái bảng so sánh là cái chỉ số P/B của STB. P/B ở đây nghĩa là cái giá trị thị trường trên với cả giá trị sổ sách của doanh nghiệp thì hiện tại là 1,73 lần. Thì cái này người ta hay dùng để mà so sánh giữa các ngân hàng và để định giá các ngân hàng với nhau. Thì mình có thể thấy là định giá của STB đang khá là hấp dẫn, là thấp hơn so với cả những cái ngân hàng khác ví như CTG, TN Phongbank hay Techcombank hay ACB hay là Vietcombank. Thì cái lý giải cho cái việc là vì sao mà cái chỉ số này nó bị thấp là mình có thể nhìn sang cái bảng bên cạnh của chúng tôi, đấy là cái ROE, và ROE của doanh nghiệp là chưa là được cao, nghĩa là hiện tại là mới chỉ có khoảng tầm là 9,44% thôi. Mà chúng ta đã biết là các ngân hàng hiện tại thì cái ROE đều tối thiểu là từ 18 cho đến 20, hơn 20%, nghĩa là gấp 3 lần so với cả STB bây giờ. Và chúng ta và như chúng tôi đã nói lúc nãy thì là cái chất lượng tài sản của STB đã được cải thiện và cái việc là trích lập VAMC sẽ sớm hoàn thành. Thì cái này cũng sẽ khiến cho cái việc là earning, cái lợi nhuận những năm sau của STB sẽ không còn phải trích lập VAMC nữa, và cũng đồng thời là chất lượng tài sản cũng tốt lên, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Thì cái ROE mà theo như bởi vì do là bên VN Direct của chúng tôi thì hiện tại là chưa có cover cái mã này, thì chúng tôi có tham khảo một số cái nguồn dự phóng của các bên công ty chứng khoán khác, ví dụ như là bên Bản Việt thì họ cũng đã dự phóng là cái ROE năm 2022 của STB cũng sẽ lên được đến tận là hơn 22%. Thì cái ROE 22% này nó cũng sẽ khá là tương đương với cả các ngân hàng hiện tại, và cho nên vì vậy người ta có thể nhìn thấy rằng là bây giờ là 2021 rồi, thì sang 2022 STB hoàn toàn có thể xứng đáng với một mức P/B mới là mức 2 lần, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là sẽ còn upside cho cái cổ phiếu STB này. Và đấy là lý do vì sao mà cái giai đoạn vừa rồi cái cổ phiếu STB nó tăng khá là mạnh. Và sau đây thì tôi sẽ sang là ba cái điểm tiêu cực mà chúng tôi cảm thấy là không thích lắm về cái cổ phiếu STB này. Thì thứ nhất là cái cơ cấu sở hữu của ngân hàng là vẫn còn rất là nhiều rủi ro. Thì Quang, Giang có thể nói thêm cho quý nhà đầu tư nghe. Vâng, đấy mà quý nhà đầu tư thấy thì cái cơ cấu sở hữu của Sacombank thì hiện tại không có cổ đông nào nằm giữ trên 5% cổ phần, mà hiện chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị là ông Dương Công Minh có tỷ lệ sở hữu lớn nhất chỉ khoảng 3.31%, còn đâu là toàn bộ cổ đông nhỏ lẻ. Và sau khi ngân hàng Kiên Long thanh lý khoảng 9.8% cổ phiếu STB vào đầu năm 2021 và Eximbank bán khoảng 5% cổ phiếu STB để thu hồi nợ xấu, thì hiện tại có khoảng 32.5% cổ phiếu Sacombank đang lưu hành vẫn được cầm cố tại các ngân hàng khác và do VAMC quản lý. Hay nói một cách khác rằng là VAMC đang là cổ đông lớn nhất của ngân hàng. Và trong cái đại hội cổ đông vừa rồi, ông Dương Công Minh có đưa ra một cái đề xuất là hiện tại Sacombank đang có cái kế hoạch là mua lại cái 32.5% cổ phiếu mà đang được VAMC quản lý và sau đấy bán ra để thu hồi lại cả phí và lãi. Tuy nhiên cái tiến trình mà mua rồi là bán như thế sẽ cần có nhà nước phê duyệt, cho nên nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Và với cả là theo cái ước tính của chúng tôi thì để STB có thể mua và bán được cái cổ phiếu đấy mà cover được hết cái đồng phí và lãi đấy thì giá cổ phiếu STB nó phải nằm khoảng 33 đến 35 nghìn đồng một cổ phiếu. Và trong cái trường hợp mà Sacombank không thể có đủ nguồn vốn để mua hết 32.5% cổ phiếu này thì hoàn toàn có thể có một cổ đông nào đấy mua cái 32.5% của lượng cổ phiếu này. Mà nếu trong trường hợp mà có một cổ đông nào đấy có thể mua khoảng 5% hoặc 10% thì hoàn toàn là cổ đông lớn của Sacombank. Và chúng ta đều biết là rằng là cổ đông lớn như thế sẽ có một sự ảnh hưởng lớn nhất định để cái đường hướng phát triển của một doanh nghiệp. Cho nên cái vai trò cổ đông lớn có thể ảnh hưởng đến quyết định tương lai và triển vọng của ngân hàng. Đây vừa có thể là cái hướng đi xấu và hướng đi tốt của ngân hàng. Nếu cái cổ đông đấy có đường hướng và chiến lược tốt thì hoàn toàn là một tin tốt cho Sacombank. Nhưng nếu cổ đông đấy mà chỉ kiểu muốn nắm giữ cái ngân hàng đấy làm sân sau cho mình, hoặc là có những cái giao dịch gì đấy nó không thực sự minh bạch thì hoàn toàn là một cái tiềm ẩn rủi ro đối với cơ cấu sở hữu của Sacombank nói riêng và đối với cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta nói chung. Vâng, vậy là cái quan điểm của chúng tôi về cái luận điểm tiêu cực đầu tiên, đấy chính là cái việc là ngân hàng hiện tại theo như chúng tôi nói theo ngôn ngữ dân dã hơn thì nó là đang là ngân hàng vô chủ, nghĩa là chưa có một ông chủ thực sự nào ở đằng sau. Có thể là có một ông chủ ở đằng sau bóng tối thì chúng ta cũng không rõ, nhưng mà nếu mà nhìn ở trên giấy giấy trắng mực đen thì chúng ta đang thấy là cái cổ phiếu này, cái ngân hàng này là đang chưa có chủ. Đấy là lý do vì sao mà họ lại không đầu tư được, nghĩa là họ chỉ có tận dụng được cái lợi thế là cái chi nhánh từ trước của họ,
chứ còn họ không chưa có đầu tư mới về công nghệ, trong khi là các ngân hàng hiện tại đều đang chạy đua với cuộc đua là ngân hàng số. Thì cái việc mà chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là cái việc là cái việc để mà tái cơ cấu lại cơ cấu sở hữu của Sacombank thì cũng sẽ ít nhất là cũng phải đến 2022 là chúng ta mới có một cái bức tranh mà rõ ràng hơn. Thì từ giờ đến 2022 sẽ là một cái khoảng cách khá là lớn để cho các ngân hàng khác tiếp tục vượt lên và bỏ xa Sacombank về công nghệ cũng như là về việc là phát triển mạng lưới. Thì đây chính là những cái rủi ro mà chúng tôi nhìn thấy với cả việc khi mà mình đầu tư vào cổ phiếu Sacombank này. Ngoài ra nữa thì còn một cái rủi ro khác nữa là cái việc thoái vốn này nó có thể vì một lý do gì đấy khiến cho chậm trễ, khiến cho Sacombank nó sẽ bị chậm trễ và chúng ta lúc đấy sẽ thành ra là cha chung không ai khóc, thì thành ra là cầm cổ phiếu nó cũng rủi ro nhiều hơn và cũng sẽ khá là, mà cổ phiếu thì cũng đã tăng khá là mạnh được vừa rồi thì nó cũng sẽ khiến cho cái rủi ro về giá nó sẽ cao hơn nếu mà cái việc thoái vốn này nó bị lây lại. Và đây thì là cái luận điểm thứ hai của chúng tôi về sự tiêu cực của cổ phiếu STB. Thì Giang có thể nói cho quý nhà đầu tư nghe. Về cái luận điểm thứ hai là chỉ số tài chính chưa hấp dẫn, thì mọi người có thể thấy ở biểu đồ đầu tiên là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của Sacombank và một số ngân hàng khác. Thì rõ ràng Sacombank có tỷ lệ vốn chủ sở hữu nằm đâu khoảng 5.9% so với các ngân hàng khác có cùng cái hệ số tài sản ấy, thì đang thấp hơn rất là nhiều. Thì điều này có thể cho thấy rằng là Sacombank đang sử dụng đòn bẩy rất là lớn và sẽ gây nên cái rủi ro cho chính ngân hàng đấy. Chứ tôi hiểu nôm na rằng là với một ông mà tạo ra một đồng lợi nhuận mà dùng hai đồng vốn và 8 đồng nợ thì nó hoàn toàn rủi ro so với một ông tạo ra một đồng lợi nhuận mà dùng đến tận hoàn toàn rủi ro hơn so với một ông mà nếu tạo ra một đồng lợi nhuận mà chỉ cần dùng khoảng 6 đồng nợ và 4 đồng vốn thôi. Thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy rằng là cái ông sau ấy nó hoàn toàn an toàn hơn so với ông trước. Thứ hai là về cái chỉ số hoạt động trên tổng thu nhập, thì chúng ta có thể thấy rằng là Sacombank đã có cái hệ số CIR nó khá là cao, nằm đâu đấy khoảng 58% so với các ngân hàng khác. Thế như trước anh Duy có nói là bởi vì Sacombank chưa thực sự là có cái nền tảng công nghệ thật sự là mạnh, cho nên chưa thể tối ưu hóa được cái chi phí nhân công của mình so với những ngân hàng khác mà đang có nền tảng công nghệ rất là tốt như kiểu Techcombank, ACB và MBB. Cho nên đây có thể là gọi là một điểm trừ cho cái income statement của Sacombank. Và cuối cùng là tỷ lệ bao nợ xấu. Chúng ta có thể thấy rằng là cái STB thì cái tỷ lệ bao nợ xấu nó đang thấp hơn so với Techcombank, ACB và MBB. Thì trong cái tỷ lệ bao nợ xấu này thì tôi có muốn giải thích một chút, đấy là đối với những ngân hàng, chúng ta phải hiểu rằng là tỷ lệ bao nợ xấu như cái một bước đệm tài chính để ngăn chặn cái rủi ro đối với một ngân hàng. Ví dụ với Techcombank thì cái tỷ lệ bao nợ xấu này nó nằm khoảng 171%. Thì đối với một ngân hàng ấy có 5... Nợ thì chia thành 5 nhóm. Trong đấy thì đối với một nhóm nợ thì ngân hàng nhà nước đều có những quy định phải trích lập dự phòng bao nhiêu phần trăm cho từng nhóm nợ đấy. Thì theo cái quy định thì đôi khi ngân hàng không cần phải trích lập dự phòng hoàn toàn 100%, nhưng có những ngân hàng để tạo ra cái bảng cân đối kế toán nó an toàn hơn đã trích lập dự phòng trên cả 100%, đại biểu như kiểu Vietcombank hoặc Techcombank trong khoảng thời gian vừa rồi. Cho nên trong khoảng thời gian trước đây, khi mà Vietcombank luôn luôn là một trong những ngân hàng có cái tỷ lệ bao nợ xấu luôn luôn cao vượt trội so với những ngân hàng khác, cho nên dân đầu tư chúng ta thường hay nói đấy là Vietcombank có một khoảng tài sản ngầm được ẩn giấu trong cái balance sheet của ngân hàng đấy. Sacombank thì cái tỷ lệ bao nợ xấu này nó đang khá là khiêm tốn so với những hàng khác là 93.7%. Tuy nhiên thì nếu mà so trong lịch sử thì rõ ràng đã có những cái bước tiến khá là tốt trong cái cơ cấu với chỉ số tài chính của Sacombank rồi. Vâng, thì những cái thứ này là nó quá đúng rồi. Thì tôi cũng không có cái gì để có thể phản biện lại được những cái luận điểm tiêu cực này. Tuy nhiên là tôi cũng muốn nói lưu ý một quý nhà đầu tư một chút, đấy là những cái chỉ số tài chính nó là chỉ số quá khứ, và quá khứ thì nó là kết quả rồi, và hiện tại thì mình đầu tư thì mình sẽ nhìn vào tương lai của doanh nghiệp, mình nhìn vào những cái thứ mà về lâu về dài doanh nghiệp nó sẽ tốt lên. Thì đấy là lý do vì sao mà tôi muốn nói rằng là đây có thể là điểm tiêu cực nhưng không phải là quá là tiêu cực. Sau khi bài vốn xong thì cổ phiếu STB sẽ có những cái ông chủ
mới và cũng sẽ có những cái bước tiến mới về những cái chỉ số tài chính. Ta cũng có thể nhìn thấy là những cái chỉ số này, ví dụ như là ACB hay là CTG trước đây là cũng thôi trong 2020, và cái này là nó giảm rất là mạnh và cũng là thấp hơn so với trung bình, thì những cái thứ này nó cũng là những cái rủi ro cho ngân hàng. Thì Giang có thể nói cho quý nhà đầu tư nghe rằng là cái tốc độ tăng trưởng tiền gửi mà thấp như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến doanh nghiệp không? Với cái việc tốc độ tăng trưởng tiền gửi nó bị lệch pha so với tốc độ tăng trưởng cho vay thì có thể gây áp lực lên thanh khoản của ngân hàng và tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống ngân hàng trong quản trị rủi ro tín dụng. Có nghĩa là ví dụ một ngân hàng muốn vay tiền của Sacombank chẳng hạn, ví dụ là một anh Duy này muốn rút tiền tại Sacombank nhưng mà Sacombank lại không đủ tiền để trả cho anh Duy, thì rõ ràng đấy có thể gây nên một cái rủi ro tín dụng cho Sacombank, cho chính ngân hàng đấy, và sẽ khiến cho cái khách hàng như anh Duy sẽ cảm giác không happy vì việc đấy. Rõ ràng tôi có gửi tiền vào cho ông và lúc tôi cần tiền tôi còn rút ra, mà trong khi đấy trong két của ông lại không có tiền để trả cho tôi, thì điều này sẽ gây nên một cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng mà tôi nói đây là Sacombank. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là có cái sự lệch pha này hiện tại thì nó không quá là rủi ro trong ngân hàng trong thời điểm hiện tại, bởi vì là trong tình hình dịch Covid vừa rồi thì ngân hàng nhà nước đã liên tục hạ lãi suất và điều này đã khiến cho dòng tiền nó rời đi từ cái thị trường tiền gửi sang thị trường chứng khoán, sang những cái kênh đầu tư mà có cái lãi suất nó tốt hơn, cho nên việc mà cái tăng trưởng tiền gửi nó bị giảm đi như thế thì là một điều nó không quá là ngạc nhiên trong cái bối cảnh hiện tại. Tôi cũng muốn bổ sung thêm một số cái ý của bạn Giang, thì là cái việc mà không có tiền để mà trả cho người dân khi mà muốn rút tiền thì chắc cái đấy là nó hãn hữu, khó xảy ra lắm. Mà ở đây mình sẽ hiểu theo kiểu là cái việc là tiền gửi của người ngân của khách hàng ấy, nó sẽ là cái dòng tiền gọi là dòng tiền ổn định và nó có cái cost khá là thấp. Và khi mà mình có cái lượng tiền gửi dồi dào này thì mình sẽ giúp cho cái việc là cái cost of fund của mình nó thấp đi. Còn nếu mà bởi vì do là mình sẽ duy trì được thanh khoản. Còn nếu mà mình không có nhiều tiền gửi của người dân thì khi đấy là cái thanh khoản của mình nó bị cạn kiệt, đúng không? Thì lúc đấy là mình sẽ phải vay liên ngân hàng này hoặc là vay ngân hàng khác. Thì những cái việc vay như thế nó sẽ làm tăng cái cost of fund của ngân hàng lên, làm tăng cái chi phí huy động lên, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Và ngoài ra nữa thì là cái việc là tăng trưởng cái tốc độ tiền gửi mà chậm thì nó cũng đồng thời với cả việc là ít tiền của ngân hàng, nó ít tiền đi, và ngân hàng người ta ít tiền đi thì người ta sẽ cho vay ra ít đi thì lợi nhuận nó cũng sẽ giảm. Thì thành ra là cái này nhìn chung mà nói thì nó là cái rủi ro ảnh hưởng đến cái tiền gửi của ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp trong 2020. Và ngoài ra nữa thì là như chúng tôi cũng đã trình bày từ trước, thì đấy là cái việc là Sacombank là đang chậm trễ với cả việc phát triển ngân hàng số. Và đấy là lý do vì sao mà khiến cho cái tăng trưởng tiền gửi này của họ cũng khá là chậm. Và cái việc này nếu mà cứ kéo về lâu về dài thì sợ rằng là 2022 cũng rất là khó để có thể khiến cho Sacombank có được cái tốc độ, cái ROE là 22% để bằng các ngân hàng khác. Và sau qua đấy thì là được nhà đầu tư trả cho cái P-book là 2 lần để mà mình cảm thấy là cái cổ phiếu này có upside. Thì đây là những cái rủi ro mà chúng tôi đưa ra đối với cả cái cổ phiếu Sacombank ngày hôm nay. Và trước khi sang cái chương trình hỏi đáp thì chúng tôi sẽ dành ra 5 phút để quảng cáo. Và chúng tôi giới thiệu với quý nhà đầu tư rằng là thứ hai hàng tuần vào lúc 3:30 thì chúng tôi sẽ có một chương trình là La Bàn Đầu Tư. Đây là chương trình mà chuyên cập nhật các tiêu điểm vĩ mô cũng như là cập nhật các thông tin mới nhất về các kênh tài sản trong tuần vừa rồi. Ngoài ra nữa thì vào lúc 14 giờ thứ tư hàng tuần thì chúng tôi có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư. Đây là chương trình được anh Tuấn Hoàng 3P là người dẫn chương trình, và anh ý là một người rất là có kinh nghiệm trong việc đầu tư cũng như là trong việc là lựa chọn cổ phiếu, sẽ chia sẻ với quý vị về một mã cổ phiếu hay một nhóm ngành nào đấy. Và 3:30 thứ năm hàng tuần chính là cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, là chương trình 360 độ cổ phiếu, là chúng ta sẽ phân tích một cổ phiếu theo cả hai cái góc nhìn là tích cực và tiêu cực. Để qua đấy thì nhà đầu tư có thêm thông tin và cũng như là thêm góc nhìn để có thể là nắm giữ hay là đầu tư cổ phiếu. Ngoài và cuối cùng là chúng tôi có một chương trình đối thoại về PM, là chương trình rất là nổi tiếng và rất là hay, là được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Thì đây là chương trình mà chúng ta sẽ nói chuyện với những người quản lý danh mục, những nhà đầu tư rất là tài giỏi và họ đã có kinh nghiệm rất là lâu năm trong thị trường. Họ sẽ chia sẻ chúng ta các triết lý đầu tư, các chiến lược đầu tư cũng như là các cơ hội đầu tư trong thời gian tới và cũng như là nhận định thị trường.
Thì đấy là một trong những cái chương trình mà của chúng tôi, hy vọng quý nhà đầu tư sẽ theo dõi và quan tâm. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái Q&A của ngày hôm nay. Vâng, có bạn đi đang hỏi là giá nào thì mua được ạ? Nghĩa là giá của cổ phiếu Sacombank đấy. Thì chúng tôi thì Giang có thể trả lời cho nhà đầu tư cái câu hỏi này được không? Với cái định giá hiện tại của Sacombank thì chúng ta có thể thấy rằng là định giá nó khá là rẻ, cái PE book của nó khá là rẻ so với cùng những ngân hàng khác. Thì chúng tôi cho rằng, tuy nhiên thì cái ngân hàng này đang gặp một vài vấn đề về, có nghĩa là cũng sẽ có một vài rủi ro về tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng này. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái giá này thì hiện tại nếu mà để tích sản thì hoàn toàn có thể mua được, nhưng nếu mà để ăn lướt sóng vài lần thì chúng tôi không khuyến nghị mức giá này. Vâng, hiện tại thì book value của Sacombank là khoảng tầm 16,5 lần, 16.500 đồng một cổ phiếu theo như cái số liệu của trên KFF. Thì như chúng tôi đã nói rằng là cái PE book của ngân hàng hoàn toàn là về mức giá 2, thì tức là cái giá của cổ phiếu sẽ ở mức khoảng tầm 33.000 đến 32.000 một cổ phiếu. Thì hiện tại là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái cổ phiếu Sacombank là đang ở mức là 28.9. Vậy thì nghĩa là chúng ta sẽ lấy khoảng tầm 33 này chia cho 1.3, chia cho 1.3 ở đây là cái mức biên an toàn của tôi dành cho cái cổ phiếu này là 25.300 đồng một cổ phiếu, thì tôi nghĩ đấy là sẽ là điểm mua phù hợp với quỹ nhà đầu tư. Còn tại sao tôi lại dùng 30% biên an toàn thay vì 15%, thì tại vì như tôi đã chia sẻ với quý nhà đầu tư thì catalyst đầu tư của cổ phiếu chủ yếu đến từ việc là sẽ chuyển đổi chủ, qua đấy thì là sẽ cải thiện cái hệ thống cái hoạt động của ngân hàng và sẽ làm tăng định giá lên. Thì hiện tại là cái việc đổi chủ ngân hàng cũng là vẫn còn rất là thiếu thông tin, ngoài ra nữa thì cũng sẽ không thể triển khai được ngay. Đấy là lý do vì sao mà tôi cần một cái mức lợi nhuận khá là lớn, kỳ vọng khá là lớn khi đầu tư vào ngân hàng này. Và đấy là cái câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư. Trong thời gian chờ những câu hỏi tiếp theo và chờ những câu hỏi tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Thì nếu quý vị nhà đầu tư có muốn đề xuất đưa ra một mã cổ phiếu thì chúng tôi có thể tiếp tục phân tích và livestream trong chương trình cổ phiếu 360 tuần tiếp theo, thì mời quý vị cũng vui lòng comment vào cái clip ở trang VNRS Securities Corporation. Vâng, có một quý nhà đầu tư hỏi là bạn An Vũ là hỏi là có mã chứng quyền nào tốt không ạ? Thì cái mã chứng quyền tốt thì tôi nghĩ là chứng quyền muốn tốt thì chúng ta cần phải là cái cổ phiếu đấy nó tốt. Cổ phiếu tốt thì hiện tại là chúng ta có thể nhìn thấy được một số cái cổ phiếu hấp dẫn, ví dụ như là cổ phiếu theo tôi nghĩ là STB này cũng đang tương đối là ổn, cũng có thể là mình có thể nhìn thấy. Ngoài ra nữa thì là cái, nhưng mà cái chứng quyền thì cũng quan trọng là cái tổ chức phát hành là tổ chức nào, thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư là nên mua cái chứng quyền của những cái tổ chức phát hành mà top đầu của thị trường, ví dụ như là SSI hay là HSC hay là VN Direct, thì nó sẽ giúp đảm bảo cái thanh khoản cũng như là cái cung cầu cho quý nhà đầu tư khi tham gia vào cổ phiếu. Và nếu mà và bạn Khôi Nguyễn có một câu hỏi là anh chị đánh giá ban lãnh đạo của STB hiện tại như thế nào ạ? Về cái ban lãnh đạo, nói chung thì chúng tôi cho rằng là ban lãnh đạo của Sacombank đều là những người khá là có tài, đặc biệt là trong khoảng thời gian mà Sacombank thẳng thời gian vừa rồi, chúng ta thấy rằng là Sacombank gần như là từ đáy vực và trở lên mặt đất ấy. Có thể thấy rằng là cái khả năng lãnh đạo cũng như khả năng lãnh đạo của mỗi ban lãnh đạo Sacombank khá là ổn định và khá là có tài và có tâm của doanh nghiệp. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta đã nói về cái rủi ro lớn của Sacombank đấy là trong việc chủ, nếu mà chủ mới của Sacombank mà không tốt hoặc là không fair với cổ đông thì hoàn toàn là một rủi ro. Và chúng ta có thể thấy cái bài học ở đây có thể đến từ Cotechcon chẳng hạn, cũng là từ một cổ đông chiến lược nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của doanh nghiệp đã có thể cho luôn cả ban lãnh đạo đời đầu ra và cuối cùng bây giờ đã thâu tóm doanh nghiệp.
Và đấy là những cái câu hỏi của quý nhà đầu tư ngày hôm nay dành cho cổ phiếu Sacombank. Và chúng tôi cũng muốn lưu ý quý nhà đầu tư là nếu quý nhà đầu tư có nguyện vọng muốn được phân tích mã nào thì hãy comment ở dưới tương tác với chúng tôi để chúng tôi có thể biết được nhu cầu của quý nhà đầu tư. Hôm nay thì tôi sẽ xin phép là hết chương trình tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Chào và hẹn gặp lại. Vâng. Tắt đi ạ. Tắt không đấy? Đang tìm.